sau khi Ukraine đột kích vào tỉnh Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, Tổng thống Nga Putin đã đặt ra mốc là ngày 1 tháng 10 để quân đội Nga đẩy lui hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi Kursk. Quân Nga hiện nhắm tới Snagos, một ngôi làng nằm về phía nam của sông Sem, cách biên giới hai nước 12,8 km về phía bắc. Mũi tấn công này có sự tham gia của ít nhất 8 xe tăng và các xe thiết giáp khác thuộc Trung đoàn lính dù 51 của Nga. Ngôi làng vẫn trong trạng thái bị giành giật vào thời điểm vài tiếng sau khi cuộc phản kích bắt đầu. Nhóm phân tích DeepSet của Ukraine đánh giá tình hình ở sườn trái của nhóm chúng ta tại Kursk đang xấu đi. Đồng thời, một lực lượng Nga khác sốc tới làng Ulanov trên sườn phải của lực lượng Ukraine tại Kursk. Hiện chưa rõ cách quân Nga tới Snagos, có hai lối đi tới ngôi làng này từ lãnh thổ do Nga kiểm soát, từ Tây Bắc vượt sông Sem hoặc từ thị trấn Kodenevo gần đó vượt qua vùng đất khô. Khả năng thứ hai có lẽ là cao hơn do quân đội Ukraine đã phá hủy mọi cây cầu cố định bắc qua sông Sem ở Kursk đồng thời cũng đã phá hủy hầu hết cầu phao mà quân Nga lắp ở khu vực này. Các binh sĩ Ukraine chốt tại Kursk đang hứng chịu đòn tấn công ở nơi xa nhất với tuyến tiếp tế từ thành phố Sumy của Ukraine. Tất nhiên, trận chiến rất động. Theo nhóm phân tích mang tên là Trung tâm Chiến lược Quốc phòng của Ukraine, quân Nga đã tái chiếm Ulanok bên sườn phải của khúc lồi Coss, nhưng đồng thời binh sĩ Ukraine ở tây nam của Snagos, bên sườn trái của chỗ lồi, đang tiến công lực lượng Nga, dù rằng bản thân Snagos đang đứng trước nguy cơ rơi vào tay quân Nga. Nhưng nhìn chung đây là thời khắc rất khó khăn đối với Ukraine. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã tạo cho mình rủi ro lớn khi ra lệnh tấn công vào Kursk. Năm tuần sau khi Ukraine đột kích vào Kursk, chiến dịch này vẫn bị coi là canh bạc mạo hiểm của Kiev. Mặc dù chiến dịch đó có thể mang lại cơ hội mong manh cho Kiev, mặc cả với Moscow trên bàn đàm phán, trên thực tế, lực lượng Ukraine bám trụ tại Kursk luôn có nguy cơ bị phản kích, hứng chịu tổn thất và bị đánh bật khỏi đây. Với lực lượng ít ỏi của mình, rất khó để Ukraine vừa giữ vững Kursk, vừa phòng thủ tốt ở miền đông nước này trong lúc Kiev tiến đánh Kursk một cách mơ hồ, thì tại tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 2 rất mạnh của Nga đang tiến vững chắc về Pokrovsk, thành trì quan trọng của Ukraine, án ngữ nhiều tuyến đường quan trọng. Quân Nga đã phá vỡ từng hệ thống phòng ngự của Ukraine quanh Pokrovsk, trung tâm chiến lược quốc phòng giải thích. Tình hình ở khu vực phía nam trên hướng Pokrovsk vẫn cực kỳ khó khăn. Đối phương đã thiết lập được lợi thế về số lượng trong khu vực này. Lực lượng Ukraine phòng ngự quanh thị trấn Pokrovsk bị đối phương áp đảo về số lượng với tỷ lệ 4 chọi 1. Lực lượng này gần đây đã mất lữ đoàn thiện chiến nhất của mình khi lữ đoàn cơ giới số 47 đã bị hao mòn sau 15 tháng chiến đấu liên tục được luân chuyển ra khỏi tiền tuyến. Bộ Tổng tham mưu Ukraine có giữ lại một số lữ đoàn dự bị cho việc bảo vệ Pokrovsk nhưng những lữ đoàn này chỉ làm chậm chứ không chặn được đà tiến của quân Nga đa phần lực lượng thiện chiến nhất và trang bị tốt nhất của Ukraine đã được tung vào mặt trận Kursk, trong đó có lữ đoàn xung kích đường không cùng các xe tăng và xe chiến đấu bộ binh do phương Tây sản xuất. Ukraine đã được phương Tây viện trợ các phương tiện chiến đấu hiện đại như là xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, số lượng các xe tăng này là hạn chế. Hơn nữa, mặc dù M1 Abrams được xem là một trong những cỗ xe tăng thượng hạng của thế giới, nhưng trên chiến trường Ukraine, chúng tỏ ra là khá yếu đuối trước UAV cảm tử của Nga. Những chiếc xe tăng Abrams của Mỹ đến tay quân đội Ukraine lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2023. Đến tháng 10 năm đó, toàn bộ 31 xe tăng đã được chuyển giao cho Ukraine nhưng chỉ vài tháng sau đó xuất hiện tin tức nói rằng xe tăng abrams đang được rút khỏi chiến trường do bị uav nga tấn công đã có ít nhất năm chiếc abrams bị uav nga phá hủy trước thực tế này ukraine đã phải gắn thêm giáp lồng bên trên các xe tăng này để bảo vệ lớp giáp chính của xe khi uav đối phương chạm vào giáp lồng uav sẽ phát nổ và giáp lồng hứng phần lớn sóng sung từ thuốc nổ trên uav cho tới nay, 25 xe tăng Abrams của Ukraine đã được gắn những lồng thép như vậy. Có một nhà máy tại Ukraine chuyên sản xuất giáp lồng cho xe tăng và mỗi xe tăng cần 12 tiếng đồng hồ mới lắp xong các tấm màn bảo vệ bằng thép này. The Warzone đưa tin, Nga đã tham gia vào một cuộc đua máy bay không người lái giải nhật nhôm với Ukraine. Sự kiện này diễn ra khoảng một tuần sau khi các video đầu tiên cho thấy UAV Ukraine dài nhiệt nhôm xuống các vị trí của quân đội Nga ở dưới hàng cây và chiến hào. Khi bị đốt cháy, nhiệt nhôm một hỗn hợp bột sắt và nhôm bị oxy hóa có thể đạt nhiệt độ đủ cao để làm tan chảy thép. Nhiệt nhôm chủ yếu được sử dụng trong lựu đạn và đạn pháo, cháy ở nhiệt độ khoảng hơn 2.400 độ C. UAV được trang bị nhiệt nhôm có khả năng phá hủy mạnh mẽ vì chúng bốc cháy khi tiếp xúc, tạo ra ngọn lửa có thể thiêu dụi mục tiêu phía dưới. Nhiệt nhôm được xem là ít gây thương vong hơn so với phốt pho trắng hoặc napalm. Một video do nhà báo quân sự người Nga Andrei Medvedev công bố trên Telegram cho thấy Moscow đã triển khai máy bay không người lái nhiệt nhôm của riêng họ. Trong video, một người lính Nga được nhìn thấy đang gắn một hộp đựng nhiệt nhôm vào máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV FPV. Sau đó, UAV được phóng đi, được cho là hướng đến một vị trí của Ukraine. UAV phun lửa sẽ phun kim loại nóng chảy từ phản ứng nhiệt nhôm khi bay, tạo ra một trận mưa hỏa lực. Binh sĩ trong bong kè hoặc đội mũ bảo hiểm và áo giáp thường an toàn nếu họ không nhìn lên trên nhưng nhiệt nhôm có thể gây ra hỏa hoạn. Phản ứng nhiệt nhôm đốt các vật liệu dễ cháy, đặc biệt là trong điều kiện khô, dẫn đến các đám cháy nhỏ có thể bùng phát thành đám cháy lớn hơn. Những đám cháy này và khói sinh ra có thể buộc binh sĩ đối thủ phải từ bỏ vị trí. Ngoài ra, nhiệt độ cao của chất này và khó khăn trong việc dập tắt nó làm dấy lên mối lo ngại về thương vong dân sự tiềm tàng từ phản ứng nhiệt nhôm. Vì vậy, vũ khí dùng nhiệt nhôm thường không được khuyên cáo sử dụng gần khu dân cư sinh sống do mối đe dọa ở ukraine địa hình phổ biến là những cánh đồng rộng lớn thường bị chia cắt bởi những hàng cây hẹp đóng vai trò là các vị trí phòng thủ quan trọng những hàng cây này cung cấp sự che chắn cần thiết trong một cuộc xung đột liên tục vì vậy việc dùng uav phun lửa có thể loại bỏ đi những chướng ngại này nó cũng cho thấy uav ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở ukraine khi giờ đây chúng được cải tiến công nghệ liên tục để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau Hãng thông tấn TASS đưa tin, nhà báo chuyên mục quân sự Gianluca De Feo của tờ La Repubblica nhận định Nga đang chiếm ưu thế trong mọi hướng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Kurs, đồng thời thành công trong việc đẩy lùi cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực biên giới Kurs. Ông Gianluca De Feo cho biết các báo cáo hiện đang vẫn còn rời rạc, do đó vẫn khẳng định được liệu đó có phải là các nhiệm vụ riêng biệt hay là sự khởi đầu của một cuộc tấn công lớn nhằm đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga. Quân đội nga đang tiến hành đều đạn dọc theo toàn bộ tiền tuyến ở Donbass, cô lập các nhóm kháng cự. Cũng theo nhà báo trên, nga có ưu thế về số lượng, trong khi nhiều tân binh Ukraine thậm chí không có thời gian để hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản trước khi được đưa vào chiến đấu. Nhà báo này cũng lưu ý rằng tình trạng thiếu vũ khí đã trở nên nghiêm trọng đến mức người Ukraine phải sử dụng pháo M101 do Mỹ sản xuất từ năm 1945. Như đã đưa tin, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào vùng biên giới Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo vào ngày 11 tháng 9 rằng, trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động chiến đấu ở khu vực Kursk, Kiev đã mất hơn 12.200 quân, 96 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 77 xe bọc thép chở quân, 656 xe chiến đấu bọc thép, 401 xe cơ giới, 90 khẩu pháo, 26 hệ thống tên lửa phóng loạt, 8 hệ thống tên lửa đất đối không, 2 xe vận tải nạp đạn, 22 trạm tác chiến điện tử và 7 trạm radar chống pháo, 2 hệ thống radar phòng không, 8 xe công binh. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định không có loại vũ khí nào có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột giúp chính quyền Ukraine giành chiến thắng. Theo quan điểm của Washington, Ukraine nên tập trung vào việc sử dụng các năng lực hiện có theo cách giúp họ có được ưu thế lớn hơn trên bàn đàm phán. Sau hơn một tháng tiến hành chiến dịch đột kích táo bạo vào lãnh thổ Nga, Ukraine đã tận dụng sự bất ngờ và tốc độ để nhanh chóng vượt qua các tuyến phòng thủ của đối phương, đồng thời đạt được một số bước tiến, trong đó có việc kiểm soát 1.300 km vuông ở biên giới Nga. Nhưng vẫn chưa rõ tác động của chiến dịch này sẽ làm giảm hay là gia tăng triển vọng của Ukraine nhằm giành lợi thế trong cuộc chiến với Nga. Câu hỏi này đã trở thành chủ đề thảo luận của các chiến lược gia trên toàn thế giới. Nhiều chuyên gia quân sự đã đưa ra những ý kiến trái chiều về cuộc đột kích của Ukraine. Nhà nghiên cứu Odisha Lucevic của tổ chức Chatham House cho rằng cuộc tấn công Kursk là một thành công lớn của Ukraine. Đây là lần đầu tiên lãnh thổ Nga bị xâm nhập với quy mô lớn kể từ Thế chiến thứ hai. Sau hơn một tháng kể từ khi phát động chiến dịch đột kích vào Kursk, Ukraine đã kiểm soát được nhiều khu định cư và tiếp tục hoạt động tấn công. Họ khẳng định sẽ củng cố một vùng đệm có thể phòng thủ được bên trong nước Nga. Cùng chung quan điểm này, chuyên gia Pio Slet của Đại học Warsaw nhận định, ngoài lợi ích về mặt quân sự, chiến dịch xâm nhập Kursk còn là hoạt động mang tính tâm lý để chấn an tinh thần của các binh sĩ Ukraine sau nhiều tháng chiến đấu mệt mỏi trên chiến trường. Đây là động lực tinh thần mà quân đội Ukraine cần sau nhiều tháng Nga tấn công dữ dội bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các địa điểm quân sự cũng như là cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine điều đó rất quan trọng nhằm giúp Ukraine nâng cao khả năng huy động nguồn nhân lực vốn đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhà báo quốc phòng Alama Alamazoul đánh giá việc giành được lãnh thổ ở Kursk mang lại cho Ukraine một con bài mặc cả để tìm cách buộc nga rút khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine. Ông Sajadovs Alama Zolow cho biết bằng cách xâm nhập lãnh thổ Nga dưới lãnh đạo Ukraine đã đánh cược một canh bạc lớn. Mục tiêu cuối cùng của họ có thể không phải là chiếm và xâm nhập đất đai của Nga. Thay vào đó, họ muốn tạo ra một tình huống đe dọa đối với quân đội Nga, buộc Điện Kremlin phải rút quân khỏi chiến tuyến ở Ukraine để đối phó với mối đe dọa này. Do đó, lực lượng Ukraine sẽ dễ dàng phòng thủ hơn trên chính lãnh thổ của họ. Ngoài ra, Kiev sẽ có một số đòn bẩy trong trường hợp diễn ra các cuộc đàm phán. Michael Koman nhà nghiên cứu cấp cao tại quỹ kennedy vì hòa bình quốc tế và Dobley nhà phân tích tại viện nghiên cứu chính sách đối ngoại lập luận rằng ngoài việc chứng minh sức mạnh của ukraine và thách thức nga thành công ở Kursk có thể ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách của mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần một trong những mục tiêu của chiến dịch này là khiến phương tây tăng cường viện trợ và thay đổi các hạn chế về vũ khí đối với ukraine Giới lãnh đạo ở Kiev cho rằng thành công tại Kursk sẽ giúp nới lỏng sức ép của Mỹ buộc Ukraine phải đàm phán với Nga. Ngoài ra, chiến dịch tấn công Kursk có thể làm thay đổi nhận thức của phương Tây về năng lực của Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích khác lại đưa ra quan điểm trái ngược khi cho rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Ukraine phải rút khỏi Kursk và tái triển khai trở lại ở chiến trường miền Đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đang tiến quân đều đặn. Theo báo cáo mới nhất từ Economist, trong hai tháng qua, Nga đã dành hầu hết nguồn lực vào việc tấn công trung tâm hậu cần Pokrovs ở Donbass, nằm ngay phía tây bắc Kurakove. Trung tâm của cuộc giao tranh đã chuyển đến các thị trấn Ukraine và Halitsynivka, cách Kurakove khoảng 15 km về phía bắc. Nga tuyên bố rằng lực lượng nước này đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Novohradsk, thị trấn nhỏ này nằm cách Pokrovsk, một thành phố có tầm quan trọng chiến lược ở miền đông Ukraine, chưa đầy 9 km, nơi giao nhau giữa các tuyến đường sắt và đường bộ. Quân đội Nga đã tiến nhanh từ phía đông khi họ thực hiện kế hoạch giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass. Nếu lực lượng Nga chiếm được Pokrovsk, họ sẽ cắt đứt các tuyến tiếp tế quan trọng, cô lập các đơn vị Ukraine đang bảo vệ các khu vực quan trọng khác ở Donetsk. Theo Andrew Latham, thành viên cấp cao tại Viện Hòa Bình và Ngoại giao, cảnh báo nếu Ukraine để mất Pokrovs thì điều này có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền, dẫn đến sự sụp đổ hầu như toàn bộ hệ thống phòng thủ của họ tại khu vực Donetsk. Quân đội Ukraine ở những khu vực này phụ thuộc rất nhiều vào các tuyến đường tiếp tế đi qua Pokrovs để có đạn dược, quân tiếp viện và hỗ trợ hậu cần, Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các tuyến tiếp tế này đều có thể làm suy yếu nghiêm trọng khả năng giữ vững vị trí của họ trước các cuộc tiến công của Nga, đồng thời cho phép Moscow giành thêm lợi thế ở miền đông Ukraine thay thế tiến trình của cuộc xung đột. Về mặt quân sự, ông Latham lập luận rằng cuộc tấn công vào Kursk không mang lại bất cứ lợi ích đáng kể nào cho Ukraine. Thay vì buộc Nga phải rút lực lượng ra khỏi Donetsk, nó đã khiến Ukraine phải chuyển hướng những đơn vị thiện chiến nhất và trang thiết bị tiên tiến ra khỏi các mặt trận quan trọng về mặt chiến lược. Sự thay đổi này không chỉ làm suy yếu thế phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân lực cũng như là những thách thức mà lực lượng Ukraine phải đối mặt trong việc giữ vững các vị trí phòng thủ sung yếu. Ông Latham nhấn mạnh, đối với Ukraine, chiến dịch xâm nhập Kursk khiến họ bỏ lỡ cơ hội củng cố các vị trí phòng thủ của mình ở phía đông. Đối với Nga, cuộc tấn công cất của Ukraine có thể được coi là một cơ hội lớn vì nó đã khiến Kiev rút nguồn lực ra khỏi các mặt trận quan trọng hơn bằng cách duy trì sự tập trung vào Donetsk. Lực lượng Nga đã có thể tận dụng lợi thế của họ và tìm cách khai thác điểm yếu của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông. Nhà phân tích này nói thêm, việc Nga tiếp tục tập trung vào các mục tiêu chiến lược như Pokrovsk phản ánh một chiến lược rộng hơn nhằm củng cố các lợi của họ ở miền đông Ukraine. Nếu chiếm được các trung tâm hậu cần và mạng lưới giao thông quan trọng, Nga sẽ cải thiện đáng kể vị thế, có khả năng mở đường cho những bước tiến xa hơn vào lãnh thổ Ukraine, nắm giữ và dẫn đến sự đột phá quyết định. Để giành lợi thế trong trận chiến ở Kursk, Ukraine đã phải điều động những đơn vị giỏi nhất và giàu kinh nghiệm nhất của nước này cùng với lực lượng nòng cốt được triển khai từ lực lượng tấn công đường không tinh nhuệ của Ukraine một số đơn vị đã được rút khỏi tiền tuyến ở Donetsk và Kharkov, nơi họ đang chiến đấu chống lại các đợt tấn công của Nga, trong khi những đơn vị khác đóng vai trò là lực lượng dự bị quan trọng để ngăn chặn đà tiến của đối phương. Các chuyên gia Kopman và Lee lưu ý, cuộc tấn công Kurs đã không giúp Ukraine bao vây hoặc xóa sổ một số lượng lớn đơn vị chiến đấu của Nga. Thay vào đó, Kiev đang mất đi quá nhiều binh sĩ, vũ khí và bị suy giảm khả năng chống đỡ ở những mặt trận khác. Hai chuyên gia là Copman và Lee nhấn mạnh cuộc tấn công không khắc phục được sự mất cân bằng về nhân lực và vật lực trong cuộc chiến. Hiện tại, Nga vẫn giữ được lợi thế về số lượng binh sĩ, thiết bị và đạn dược. Nga đã giành được hơn 1.200 km vuông lãnh thổ kể từ tháng 10 năm 2023 và tiếp tục đạt được những bước tiến mới kể từ khi Ukraine tấn công Kursk. Gần đây, tốc độ tiến quân của Moscow đã tăng tốc và vị thế của Kiev ngày càng trở nên bấp bênh dọc theo một số khu vực của mặt trận các cuộc tấn công của Nga có thể hiệu quả hơn vào mùa đông khi những tán lá rậm rạp trong các khu vực mà lực lượng Ukraine ẩn náu biến mất. Theo các chuyên gia này, việc Nga không đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi Kurs có thể không phải là dấu hiệu cho thấy sự bất lực mà là một động thái rõ ràng và có chủ đích nhằm đạt được mục tiêu lớn hơn ở miền đông Ukraine. Nga có thể giành lại Kurs mà không gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh cuộc xung đột toàn diện ở Ukraine đang trở thành cuộc chiến tiêu hào, thì Nga vẫn có nhiều cơ hội hơn với nguồn nhân lực, vũ khí và công nghệ tốt hơn. Saffron đưa lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào hậu phương Ukraine, phá hủy các cơ sở hạ tầng tại các sân bay quân sự, cơ sở năng lượng, kho bãi hỗ trợ hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine trên tiền tuyến. Cụ thể, đêm ngày 12 tháng 9, lực lượng Nga đã phát động một làn sóng tấn công mới trên khắp Ukraine, hơn 60 UAV kamikaze, tức là UAV tự sát của Nga, nhắm vào các vùng hậu phương của quân đội Ukraine, các vụ nổ vang rền ở Kiev, Poltava, Vinitsa, Chekasi, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson và các vùng khác. Máy bay không người lái của Nga đã tấn công một số sân bay của không quân Ukraine, trong đó có sân bay sado Konstantinov ở vùng Khmelnytsky, Konotop ở vùng Sumy, Nezin ở vùng Chernihiv và sân bay ở vùng Dnepropetrovsk. Trong khi đó, một loạt các cuộc không kích đã phá hủy các mục tiêu tại thị trấn Konotop ở vùng biên giới Sumy. Chính quyền địa phương cho biết tình hình trở nên nghiêm trọng sau khi các cuộc không kích phá hủy một cơ sở năng lượng. Trạm biến áp Konotop 300 tại địa phương có thể đã bị tấn công. Theo các báo cáo tại địa phương, các mục tiêu bị phá hủy cũng bao gồm các cơ sở được sử dụng làm nơi ở cho quân nhân Ukraine, Thị trấn Konotop là một trung tâm hậu cần quan trọng được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để chuyển nhân lực và thiết bị quân sự đến biên giới Nga và đến khu vực Kursk. Theo báo cáo từ tiền tuyến, bom hạng nặng của Nga đã tấn công vào các vị trí quân sự của Ukraine ở phía đông khu vực Kharkiv. Một cuộc tấn công lớn đã được báo cáo gần làng Kolesnikovka nằm trên bờ phía đông của hồ chứa nước Oskol. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận các cuộc không kích, báo cáo chính thức tuyên bố rằng không quân tác chiến và chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng tại các sân bay, các cơ sở năng lượng hỗ trợ các hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine cũng như các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại 134 quận. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vẫn tiếp diễn trong ngày, nhiều mục tiêu bị phá hủy có thể sẽ được ghi nhận trong khi đó lực lượng vũ trang ukraine cũng đang nỗ lực tấn công các cơ sở hậu phương của nga bằng máy bay không người lái song các nỗ lực của ukraine một lần nữa không mang lại kết quả theo bộ quốc phòng nga năm máy bay không người lái của ukraine đã bị phá hủy trong đêm ở các khu vực biên giới và ba máy bay bị phá hủy vào ban ngày Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga thông qua các hoạt động phản công đã thành công giành lại 10 khu định cư ở vùng biên giới Kursk từ phía Ukraine trong hai ngày qua. Thông báo nêu rõ lực lượng vũ trang Nga tiếp tục hành động để đánh bại nhóm chiến đấu Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ vùng Kursk. Trong quá trình hành động tấn công, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc đã giải phóng 10 khu định cư sau hai ngày qua. Apanasovka, Biakovo, Vichovka, Viktorovka, Gras Nutiapskoye, Obukhovka, Snagos vào ngày 10 tháng 10. Bộ Quốc phòng Nga đồng cho biết các hoạt động trinh sát và tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra ở các khu vực rừng rậm để phát hiện và tiêu diệt các nhóm phá hoại của Ukraine đang cố gắng xâm nhập sâu hơn vào bên trong nước Nga. Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akmat cho biết. Lực lượng Ukraine đã phải chịu tổn thất nặng nề sau những nỗ lực tiến công bất thành ở một số khu vực thuộc vùng Kursk. Ông Alaudinov nói, trong khu vực của chúng tôi, Ukraine đã cố gắng tiến qua theo hai hướng trong ngày qua, không thành công và chịu tổn thất nặng nề. Chúng tôi tiếp tục tiêu diệt lực lượng đối phương, phá hủy thiết bị của họ. Chúng tôi đang cố gắng cô lập đối phương để ngăn chặn họ di chuyển tự do. Các đơn vị của chúng tôi đã phân lớn thành công trong việc này. Ukraine cũng đang chịu tổn thất nặng nề về thiết bị. Ông Alaudinov nhấn mạnh rằng tình hình vẫn khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Ukraine cũng đã cố gắng giành lại vị trí của mình vào hôm qua, theo hướng Tekino. Song các đơn vị của quân đội Nga, bao gồm lính thủy đánh bộ và lính dù, đã đẩy lùi đối phương một cách hiệu quả và giành được chỗ đứng trong khu vực đó. Theo tướng Nga, kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào vùng Kurs vào ngày 6 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất ít nhất 7.000 quân chỉ riêng ở quận Suza. Trong khi đó, số liệu tính đến ngày 11 tháng 9 của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động chiến đấu ở khu vực Kursk, Ukraine đã mất hơn 12.200 quân nhân. Ngoài ra, Ukraine cũng tổn thất 96 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 77 xe bọc thép chở quân, 656 xe chiến đấu bọc thép, 401 xe cơ giới, 90 khẩu pháo, 26 hệ thống tên lửa phóng loạt, bao gồm 7 bệ phóng tên lửa HIMARS và 5 MLRS M270. 8 hệ thống tên lửa đất đối không, 2 xe vận tải nạp đạn, 22 trạm tác chiến điện tử và 7 trạm radar chống pháo, 2 hệ thống radar đa đa phòng không, 8 xe công binh, trong đó có 2 xe dọn chướng ngại vật và 1 xe giả phá min UR-77.